Đặc đăng nơi bà tế thay, hát ca bạc spiên cầm bông sáng sáng, miên tèng nẹ sạp nâng ruộng rộp bú, nâng bạc luôn cầm cầm nô xì mong. Nước ngay tìm bà phì bàm buôn khai vụ chạc ca chân nàm phì bòn phì bùn ní, xa bòn miên thay bàn rì ca đăng bì hát ca bạc rộn lùng spiên mùi giang rộn thốt, bạc đào ai mà nốt bây nẹ bạc bòn chìm vết, nâng mà nốt đọp nẹ tiết bàn ruộng rộp bú, làm xa bòn miên bàn lại đăng thá. Spiên đại bạc nốt chì spiên ra mà bì, đai sang song bần toàn hơi. Thất nơi nông đồng bón mà hạ cháy, khát xa một xa khôn. Hết ca khẳng lớn hít bàn cạt làng nước mong bàm mán bùn bạc. Nếu ngay tìm mà phì bàm bùn khai vụ chạc ca cho nàng bị bọn bị bún. Đói bàn đào ao nẹ đồng nào bạch bọn chỉ vết. Nơi nâng còn lại chùm nguồn bảy nẹ, chùm này ai nẹ ruộng rộp bố chùm nguồn đọp nẹ. Nông nu bì nẹ công phụng tại thất nơi cọng cùng nô dị móng. Rì ai bày nẹ tiết bàn bạch khôn. Nâng bởi mùi nhạc tiết trở bàn bình chung từ dòng cửa nơi vấn tỷ bệt. Đang nằm bánh ai nhạc thô và chạm đập bọn nô cầm phụng tại bật phá lâu dòng rô trở ra chó. Đang bây khả nạc khả năng chùi chùn ruộng cửa. Hai kê nâng xài chơi bần to trong buộc cầm hốn. Đã từ tua mai ca thơ dòng nông spên mùi nê. Bà bây mật khởi anh ta rừng thốt mềm tén. Bà spên nạc ca tại mở đồng. Bà thơ thơ. Hai mần đăng và chạy cực tê ấy on dàng nê. Viên đàn á sạc gọt sạp bần nô. Hai nâng ruộng rộp buộc. Bên này công phụng tại cây rộp nẹ đại bạc luôn. Ở con bệnh bật xuống bình chọc này ảnh tập bật này hay dơ mà tạm đàn này ảnh tập bật này tiết. Rồi mà nè vì giật trái chọc này ảnh tập bật này hay dơ mà tạm đàn này ảnh tập bật này tiết. Rồi mà nè vì giật trái ruột này tại chùa chật khní. Bạn đàn ơi dần lọc tèng còn đà giúp. Trong bình, hát ca nít bằng coi mình cả bình nhập áo ca bị giúp thằng ngày tìm phí bẩm bấy. Khai vì giá ca cho nàm bị bòn bị buồn. Thất nơi cho rõ chụp ở đây phần xoay phùng trái cao sẵn cạp trong trạng tỷ bí khán bầu sàn chế định hình phùng bình. Chất trái mà nẹ trái bàn bà rõ nẹ ruộng nơi cơ bài kháng bà rõ ẩm bờ hứng xá. Vì bàn đào ai ruộng được buồn nâng sẵn lọc sử dụng sử đấng. Báo đào bà chê bà rõ địa ca tây xe mặt thật cách. Cho một con trái cung khót khót luôn bà rõ chôn đáy đó bàn thuyền phim. Mù là hát đàn nòm cạp ẩm bờ hứng xá ní bà đám chanh bì con chất trái ruộng cửa. Bạn tự xài xài thuế bất nơi chùm nơi trọ chụp tè chúl. Bạn đào ai chọt bọ lưu sụp đùm khó đáng. Rung khăn đọt bò rọt khăn lư. Từ rụt rương sẽ đầy bắn tố áo. Sắp tay sẽ trầy rung cửa nút. Chanh mục cho chê khí nê tầng tờ xài co đạc khí ní. Rồi hốt trên đọt cà bà ông bờ hứng xa. Từ viết khí nê tờ vinh tử mốc. Đào khăn sẽ trầy miên khí nê bầy nè. Trong nay ai mà khăn tiết miên tài bà nè ai. Bạn đào ai nè tài anh rung rụt bù xa. Chùm này ai sẽ trầy khẳng lưu trợt bàn bỏ ra rụt ní. Vì bàn đá là ai rung rụt buộc nâng dần lọc. Bàn tọc mốc tự miên cạp nhập áo đọc chìa bỏ ra chật kháng. Bàn tẹt tương tự xa mạng tất cách cho một ảnh trả cung phim phim. Này bế nốt sẽ trầy rung cụ bàn đừng khuôn làng vĩnh. Hai kháng xa mạng tất cách bàn nòm phía kỳ tàng xong kháng dục tự bóc đạm bầy dù nòm. Sẽ trầy rung cụ bàn tự đọc bóc. Sắp tay chọn cụt chọn áo rồi dần lọc ở đồng tiết. Sẽ mặt được cách bàn ảo sạch nhiệt, đặc bình chung từ bình tỷ bếp, đâm bây dần cửa bình toán rộng trăm đỏ xài khí nên được bị trao. Bà, bình mật khởi hình thà, bờ hằng xa, bà đòi xa tè miền trầm lùa, tỏ tên, ọt chè dù dục ạp xìa xài khí nế nế, và từ đó sẽ đầy ảo miền nà, chứ lúc tây dù màu có miền cạp tại bà tạo khí nế, rồi hốt đò vì, mình thà miệt thông mềm tên, bà bỏ rõ khăn lỡ nế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tôi cho rằng ạc kỳ xin đi chọc xa lạp nè, rung rộp bù xa ra mà nè, nơi cửa đồng xoài riêng. Bởi bình mật kỳ hình thà cả đình này chọc xa lớn, đôi xa tài... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trách bàn nạ chật kháng nòm dục tới mình thị bếp đảm bầy sân cửa bằng toàn. Cả rần này mình ít bàn cạt láng cà phì vật liếm màu trầm bồn bật nơi thường ngày tìm phì bồn khai vị trí cao cho nàm tìm bồn bị bún. Nơi phung không sang xong cạt xoài tứa cồng xoài riêng. Bật tạm xa mặt được cách bàn nạ đăng thá nơi vật liếm màu đọc nâng mà phê nhận tìm bật. Nơi thường ngày tìm bồn 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 bồ
ពេជ្រឈ្មោះស៊ុនសុផាត់ភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាបជាការពារនៅភូមិខោសាំងរាជការថាមានឈ្មោះស៊ុនសារ៉ាត់ហៅតយភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកសិករមានទីលំនៅនៅភូមិយងសាំងសង្កាត់ស្វាយទឿក្រុងស្វាយរៀងបានឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់ សមាជិកបានដឹកដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមកម្លាំងជំនាញប្រមត់តនក្រុងស្វាយរៀងកម្លាំងបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រក្រុងស្វាយរៀងកម្លាំងនគរបាលរដ្ឋបាលស្វាយទឿនិងអ្នកគ្រូពេទ្យសារ៉ាន់ប្រធានមណ្ឌលសុខភាពបានចុះទៅពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងកើតហេតុសមាជិកបានបន្តថាក្រោយពិនិត្យសាកសពទីមួយផ្នែកក្បាលពុំមានស្លាកស្នាមអ្វីទេផ្នែកកក៏ពុំមានស្លាកស្នាមអ្វីដែរ ផ្នែកដងខ្លួនក៏ពមៀនស្លាកស្នាមអ្វីដែរផ្នែកអាយវៈយវៈចុងដៃជើងចុងអល់ដៃនិងកណ្ដាលដៃនៃប្រអប់ដៃមានស្នាមឆេះខ្លោចសមាជិកបញ្ជាក់ថាតាមការបំភ្លឺឈ្មោះស៊ុនចន្ទរីភឿស្រីអាយុ31ឆ្នាំត្រូវជាប្អូនសពបានឆ្លើយបំភ្លឺថានៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 9:00 ព្រឹកខ្លួនបានដេកខ្សែភ្លើងឆក់ត្រីនៅដៀលខាងក្រោយផ្ទះ ជាមួយនឹងបងស្រីឈ្មោះស៊ុនសារ៉ាត់ហៅតយពេលកំពុងឆក់ត្រីក្នុងដៀនោះស្រាប់តែខ្សែភ្លើងតាក់នឹងមេឈើនៅដៀនោះឃើញដូច្នេះបងស្រីរបស់ខ្លួនឈ្មោះស៊ុនសារ៉ាត់ហៅតយបានទៅចាប់ខ្សែភ្លើងនោះដើម្បីយកចេញពីមេឈើនោះខ្លួនអញឆក់ខ្សែភ្លើងហើយពេលបានលឺដូច្នោះខ្លួនក៏បានទាញខ្សែភ្លើងចេញពីដៃបងស្រីរួចលើកបងស្រីដាក់មកលើហើយក៏បានស្រែកឲ្យអ្នកជិតខាងមកជួយនិងបានធ្វើចលនាបេះដូងតែគាត់ពុ
ីសង្គ្រោះនិងជាបាលគណៈមុខដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យរួចរាល់ហើយប្រាប់ថាបងស្រីបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានយករថយន្តសមួយដឹកសពបងស្រីមកផ្ទះវិញដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីតាមប្រភពខាងលើថាក្រោយពីធ្វើការសរសវិច័យរួចបានសន្និដ្ឋានថាផ្អែកទៅតាមការពិនិត្យកលាញ់កើតហេតុនិងសាកសពរួមនឹងការស្ដាប់ចម្លើយសាកសពបំភ្លឺលោកគ្រូពេទ្យជំនាញនិងសមាជិកជំនាញអាចសន្និដ្ឋានបានថាសាកសពឈ្មោះសារ៉ាត់ហៅតយបានស្លាប់ដោយសារឆក់ខ្សែភ្លើងប៉ះប្រកបមែនបច្ចុប្បន្នសមាជិកប្រគល់ជូនដល់ក្រុមគ្រូសាយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសមាជិកបានអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំតខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីឆក់ត្រីបែបនេះប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជួនកាលតខ្សែភ្លើងខ្វះបច្ចេកទេសនិងខ្សែភ្លើងមានដំណរឬក៏សត្វកណ្ដុរក៏គេខំដាច់ធ្វើឲ្យឆ្លងចរន្តប៉ះទឹកឬក៏ដីភក់សើមក៏អាចឆក់ស្លាប់បានហើយការប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីគឺជាអំពើខុសច្បាប់បាទប្រិញ្ញបត្រឃើញថាដោយសារតែធ្វើប្រហែសតាក់មេឈើហើយអត់ព្រមហៅអីទៅទាញបែរជាយកដៃទៅចាប់ទាញបាទបដាលឲ្យឆក់តែម្ដងបាទនេះសំដាងហើយបាទឆក់តែម្នាក់ហើយប្អូនស្រីនោះឃើញអញ្ចឹងក៏ទៅជួយបាទបេះឆក់ទាំងពីរអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះអញ្ញាតគបជួប្រិមិត្ត Hey there subscribe to my channel and also បាទអញ្ញាតគបជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៅហើយបាទសំលឹកនៅអត្ថបទស្រង់